Ngày 29 tháng 12, huyện Vũ Căng Trải tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng. Trong đợt này, huyện Mù Căng Trải tiêm vaccine COVID-19 bổ sung và nhắc lại cho trên 3.500 đối tượng với các loại vaccine AstraZeneca, Verocell, Moderna để đạt tiến độ tiêm phòng huyện mù căng trải đã chỉ đạo ngành y tế huyện phối hợp với các xã thị trấn thiết lập các điểm tiêm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đồng thời tổ chức tư vấn giám sát xử lý khi có tình huống xảy ra sau tiêm theo quy định